Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái dự án Clam 200 triệu cái đồng Sphermoon. Thì hiện nay cái đồng Sphermoon thì mọi người rất là quen thuộc rồi đúng không? Thì bây giờ nó cho đăng chọn Clam là 200 triệu cái đồng Sphermoon. Và cái đồng này hiện nay thì nó sẽ được list ở trên Bankake Swap vào ngày 20 tháng 10 nhé. Thì đây là sơ lược và một số thông tin của nó này. Thì ở đây là mọi người đã có thể tham gia pre-sale của nó rồi, có thể mua bán nhé. Nếu theo như mình thì cái đồng này là mọi người nên mua và nên hold để đầu tư sau này nhé. Chắc chắn là sau này nó sẽ giá là sẽ cao đấy. Và cái giá niêm yết dự tính nó sẽ rơi vào khoảng 0,087 đô la nhé. Ok, thì đây là những cái thông tin của nó này. Thông tin về Sphermoon này. Tổng cung của nó là 1.000 tỷ. Và airdrop nó sẽ dành cho 200.000 tỷ. Rồi. Nó sẽ đốt cháy 50% mọi người nhé. Rất là ok đấy. Thì cái đây. Đây chính là cái thông tin của nó này. Thì mọi người có thể tham khảo thêm này. Bản đồ cái roadmap của nó đấy nhé. Tháng 8 là nền tảng ra mắt này. Tháng 9 là bắt đầu xây dựng cộng đồng này. Đến tháng 10 là bắt đầu nó sẽ được niêm yết ở trên sàn Bankake này. Sàn Huobi và sàn Binance nhé. Một khi mà nó đã list ở trên sàn Binance rồi thì giá chắc chắn sẽ là ok đấy. Nên mọi người có thể mua nhé. Theo mình là nên mua cái đồng này. Rồi. Và đến tháng 12 năm 2021 thì nó sẽ chính thức mở cái nền tảng Sphermoon Pro. Rồi ok. Thì để claim được cái đồng này thì mọi người hãy bấm vào đường link ở dưới phần mô tả. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào thanh địa chỉ này để sao chép cái địa chỉ. Rồi mọi người chọn vào hai quyển vở. Sau đó thì mọi người sẽ quay trở về vị chốt cho mình. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào mục DApp. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ đó lên đây và bấm. Thì ở đây mọi người chuyển đổi sang mạng Smart Chain cho mình. Mọi người nhớ phải chuyển đổi sang mạng Smart Chain nhé. Nếu mà để cái mạng ETH là phí nó rất là cao đấy. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ kéo xuống. Thì ở đây nó có cái contract của nó này. Mọi người có thể copy contract và add luôn vào trong cái ví của nó. Rồi ok. Thì đây mình sẽ copy luôn. Ok. Thì sau đó thì mọi người sẽ bấm vào Clam. Rồi chọn kết nối. Phí ga hiện nay của nó là 0,92 nhé. Phí quá rẻ luôn. Rồi mọi người sẽ có thể điều chỉnh xuống một chút thôi. Mọi người bấm vào cái bánh răng này nhé. Và điều chỉnh cái phí ga ở đây. Điều chỉnh xuống còn 91.077 đó. Rồi ok. Không biết có đủ không. Rồi sau đó bấm chấp thuận. Rồi sau khi chấp thuận xong thì mọi người thoát ra. Quay trở lại và bấm một ví này. Và bấm vào Smart Chain. Đó, tiếp theo mọi người sẽ bấm vào cái gói hợp đồng thông minh này nhé. Ở đây thì mọi người giữ và sao chép cái địa chỉ này. Đấy, mọi người bấm vào sao chép này. Đó. Thì nó đang gửi đến cho mình thì mọi người chờ một chút. Rồi ok, đã hoàn thành. Thì bây giờ mọi người sẽ quay trở lại và bấm vào cái trên cùng góc bên phải đây. Chỗ hai cái đầu tròn quay ngược lại nhau. Rồi sau đó mọi người dán cái địa chỉ lên. Và tiếp theo mọi người sẽ bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chuyển đổi cái mạng Ethereum sang mạng Smart Chain. Chết rồi. Mọi người chuyển Ethereum sang mạng Smart Chain nhé. Rồi sau đó bấm vào nút dán. Ok, như vậy nó sẽ xuất hiện đầy đủ các thông số này. Sphermoon Pro là SMB. Rồi sau đó bấm làm xong. Rồi như vậy là mình đã claim xong 200 triệu cái đồng Sphermoon Pro. Và theo mình thì mọi người nên hold cái đồng này.
hô vào hoặc có thể mua thêm để tích trữ cho tương lai. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Chúc mọi người claim thành công và gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.